Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5, là ngày thống nhất đất nước Việt Nam, hai giải năm một. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một chút về luật lao động bên sinh. Đối với những các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu để sang bên sinh lao động. Một, chủ có quyền cho lao động thôi việc và lao động có quyền xin nghỉ việc với điều kiện bạn phải viết đơn nghỉ việc. Chủ không có quyền bắt người lao động không được nghỉ việc. Nếu chủ hay lao động xin nghỉ thông báo trước thì có thể bị phạt 2 tuần lương trong thời gian thử việc, 1 tháng lương đã qua thời gian thử việc. Chủ không chịu cắt thẻ thì bạn cứ đi làm bình thường mà nhận lương. Nếu chủ không trả lương, bạn có thể kiện lên MOM. Điều quan trọng nhất là bạn không được ký bất cứ giấy tờ gì. Khi cảm thấy có chuyện gì sẽ xảy ra. 2. Mọi điều khoản như phạt, nghỉ ngang hợp đồng, giờ giấc làm việc, ngày phép, thời gian thử việc. Mở ngoặc, thời gian thử việc tối đa là 6 tháng, đóng ngoặc. Có thể thay đổi tùy theo hợp đồng bạn ký với công ty, nên bạn phải copy một bản hợp đồng nếu để giữ lại phòng sau này có thư kiện. 3. MOM không giải quyết tranh chấp hợp đồng mà các bạn ký với môi giới Việt Nam, ví dụ như lương, nội dung, công việc, thời gian làm việc. Họ chỉ giải quyết các vấn đề liên quan tới chủ và môi giới bên Singapore. 4. Nếu bạn làm chưa đủ 183 ngày thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 15% trên số lương bạn nhận theo hợp đồng của chủ nộp cho MOM. 5. Bạn có 7 ngày phép nghỉ và 14 nghỉ ngày phép bệnh. Phải có MC. Ví dụ như bạn làm ở công ty thì 3 tháng bạn mới được MC nhé. Có nghĩa MC là lấy ngày phép nghỉ một ngày đấy thì bạn phải có MC đấy. Và 7 ngày phép thì mình có thể về nước, mình có thể đi chơi hoặc làm gì đó trong một năm. Nếu chưa đủ 1 năm thì tính theo spot, có nghĩa là từng tháng, thường thường như là nó sẽ chia làm 3 tháng, 4 tháng gì đó thì các bạn sẽ tính số ngày nghỉ lên nhé. Năm thứ 2 sẽ là 8 ngày, năm thứ 3 sẽ là 9 ngày, năm thứ 4 sẽ là 10 ngày và năm thứ 5 sẽ là 11 ngày. Nhiều nhất sẽ là 14 ngày nha các bạn. Các bạn ví dụ làm nhiều nữa thì cũng không thể nào qua 14 ngày nữa. Nhiều nhất chỉ là 14 ngày thôi. 6. MOM chỉ giải quyết giúp bạn lấy 50% tiền môi giới nếu bạn có hóa đơn, giấy xác nhận tiền, có ký nhận của môi giới Singapore. 7. Môi giới sinh không được nhận phí môi giới quá 2 tháng lương trên hợp đồng của lao động với chủ sử dụng. Chẳng hạn lương của bạn trên hợp đồng là 2.500 đô la sinh, môi giới chỉ được nhận 5.000 đô la sinh. Nếu nhận quá tiền trên, môi giới sẽ bị phạt. 8. Các bạn không có bằng cấp thật sự không nên qua Singapore vì có thể bạn sẽ rơi vào bẫy là một vài tháng cho nghỉ hoặc chủ không trả lương. Nếu bạn kiện thì môi giới sẽ báo MOM là bạn dùng bằng giả, họ dùng bằng giả để khống chế bạn. 9. Bạn nào không dành tiếng nếu qua Singapore thì nguy cơ trả về rất cao, 90%, hoặc bạn phải làm những công việc lặng nhọc, động hại mà không ai làm. Thì trên đây là những một chút ít về luật lao động bên Singapore. Thì mình cũng mong muốn là những lao động, những anh em bạn bè, những người muốn tìm hiểu sang sinh lao động thì hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi bước chân đi sang sinh, tránh tình trạng là sang nơi rồi mới gọi là tìm hiểu, hoặc là khi mình bị, hoặc là mình bị công ty ép buộc, hoặc là mình bị một cái gì đó không tốt, vô hình dung đó là chúng ta phải về nước, hoặc là liên quan đến kiện tụng, hoặc là liên quan đến môi giới, thì chúng ta có thể lưu video này lại để chúng ta làm đọc hiểu biết trước, để chúng ta có thể có thêm thông tin trước khi chúng ta đặt chân sang Singapore.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.